đánh dứt điểm ra ngoài. Trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở dành cho các cổ động viên bên phía bên chủng thông tin truyền thông Bình Phước. Và vẫn là câu hỏi cũ, liệu các vận động viên của bên chủng thông tin truyền thông Bình Phước họ có thể tạo ra cuộc lội ngược dòng trong ngày hôm nay hay không? Người phát bóng cho đội Thanh Hóa sẽ là Như Quỳnh. Cú đập bóng của Kiều Trinh nhưng ra ngoài. 11-7 dành cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Cách biệt 4 điểm được tạo ra. Pha phối hợp tấn công cơ bản của đội bên chủ thông tin Trường Tây Bình Phước, nhưng đó là tiếng kết thúc quá mạnh của Kiều Trinh. Thì Kiều Trinh đã mang về điểm số dành cho đội bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước 81, nhưng vẫn đang là cách biệt 3 điểm. Với cách biệt này thì xi măng Long Sơn Thanh Hóa hoàn toàn có thể tự tin và nghĩ về việc giành chiến thắng chung cuộc. Sẽ là những phút giây cực kỳ tập trung của các vận động viên hai đội. Đó là pha bóng mà đội Thanh Hóa đã không thể có được những pha xử lý tốt. Họ để mất điểm. Điểm số thứ 9 dành cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Mỗi trận đấu giành chiến thắng tại giải đấu năm nay thì đội Thanh Hóa sẽ được thưởng 200 triệu đồng. Đó là lý do có thể nói là cần thiết để họ có thể giành được chiến thắng tại giải đấu này. Và lý do vì sao họ cũng thể có được một tinh thần quyết tâm cao đến như vậy. Điểm thuộc về binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước 10-11. Cách biệt bây giờ chỉ còn là một điểm thôi. Và ban huấn luyện của đội Thanh Hóa đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đúng là áp lực quá lớn trên khán đài đã phần nào đó khiến cho đội xi măng Long Sơn Thanh Hóa không thể có được những pha xử lý chất lượng trong một số tình huống ở trận đấu ngày hôm nay. Đấu trí thực sự để chúng ta được thưởng thức một trận cầu quá hay tại giải bóng truyền vô địch quốc gia 2024. Có thể nói đây là trận đấu hay nhất từ đầu giải, có thể nói là như vậy. Giữa hai đội bóng đang lần lượt xếp ở vị trí thứ 1 và thứ 2. Cơ hội tấn công, đó là tình huống block thành công. Tình huống block thành công vừa rồi đã mang về điểm số gỡ hòa dành cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước 11-11. Pha đập bóng vừa rồi là quá nhẹ và không thể làm khó được hàng chắn với sự xuất hiện của Plumchit. 11-11. Điều gì sẽ xảy ra đây trong những điểm số còn lại? Nỗ lực cứu bóng, cơ hội tấn công dành cho các vận động viên bên phía Bình Phước. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Plumchit và tay đập người Thái Lan đã mang về điểm số thứ 12. Một biểu cảm có thể nói là rất vui của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng, cùng với đó là sự cổ động lớn trên khán đài của nhà thi đấu Bình Phước trong trận đấu này. Đội chủ nhà đang có được thời cơ để kết thúc trận đấu với chiến thắng. Chúng ta chưa kịp xem tình huống vừa rồi nhưng có lẽ điểm thuộc về đội Thanh Hóa. Điểm số gỡ hòa 12-12 cho đội Thanh Hóa. Đây là phút giây mà các vận động viên đôi bên cần phải dành sự tập trung tối đa. Và đó là tình huống xử lý quá hay. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã có được điểm số thứ 13. 13-12. Một điểm nữa sẽ là match point. Rất gay cấn.
Đoàn Thị Xuân, đội trưởng của Thanh Hóa sẽ là người phát bóng. Lục Chít vẫn đang là một trong những cái tên hiện bản lĩnh quá lớn bên phía đội viên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước. Vận động viên người Thái Lan cho thấy được lý do vì sao ban lãnh đạo của bên chủ thông tin Trường Tư Bình Phước đưa về. Và đương nhiên sẽ là một mức lương không nhỏ dành cho Lục Chít, nhưng những gì mà cô đã thể hiện ở trong trận đấu thứ 5 và đặc biệt là cả giải đấu này cho thấy được chất lượng. 13 đều. Cái xe Wing Hồ Nhung đã có pha cứu bóng quá hay. Cơ hội dành cho Thanh Hóa. Cái xe Wing và sự điểm tiếp theo của Cái xe Wing. Và giờ là Hoàng Thị Thảo. Và đó là tình huống ghi điểm rất quan trọng của Nguyễn Thị Phương. Best play. Trường Tư Bình Phước có cơ hội để có thể giành chiến thắng chung cuộc, một chiến thắng nghẹt thở trong ngày hôm nay. Nguyễn Thị Phương là người đã kết thúc tình huống này với một pha dứt điểm chất lượng. Chủ công sinh năm 1999 bên phía Trường Tư Bình Phước là người đã mang về một cơ hội giành thắng lợi chung cuộc cho đội chủ nhà. Huấn luyện đội Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng trận đấu, đương nhiên sẽ là như vậy. Cực kỳ hồi hộp. Chúng ta hãy cùng xem là đội Thanh Hóa có thể gỡ hòa trong một khoảnh khắc quan trọng ở trận đấu này hay không. Cố lên nào. Sự hưng phấn của các khán giả theo dõi trận đấu qua màn nhỏ như là theo dõi trực tiếp trận đấu này đang đề cao, và chúng tôi nghĩ rằng đó cũng sẽ là sự hài lòng của tất cả mọi người khi chứng kiến màn so tài giữa Sima Long Sơn Thanh Hóa và binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Cái xe Wing và bóng chạm chắn và ra ngoài. 14 đều. Binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước vẫn chưa thể có được chiến thắng. Thanh Hóa đã gỡ lại điểm. Bây giờ sẽ là Hoàng Thị Thảo phát bóng. Cơ hội dành cho đội Thanh Hóa. Dứt thay. Lục Chít. Và đó lại là tay đập người Thái Lan. Không ai khác chính là Lục Chít kick off. Binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước có thêm một cơ hội để giành chiến thắng trong trận đấu này, chiến thắng chung cuộc. Và đây là lần thứ hai có được match point. Và phát bóng ra ngoài. Trong một thời điểm quan trọng như vậy thì Plumchit lại phát bóng với lực quá mạnh. 15 đều. Họ đã bỏ lỡ thời cơ giành chiến thắng lần thứ hai ở trong ngày hôm nay. Và giờ thì sẽ là Trịnh Thị Huyền để phát bóng cho xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Cứu bóng. Đó là tình huống cứu bóng thành công. Cơ hội dành cho Trường Tư Bình Phước. Đó là tình huống ghi điểm của Nguyễn Thị Phương. Vẫn là Nguyễn Thị Phương. Bóng được truyền cho vị trí của Nguyễn Thị Phương rất nhiều trong những thời điểm quan trọng của trận đấu này. Best boy thứ 3 dành cho binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Dứt điểm ra ngoài. Trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở dành cho các vận động viên bên phía binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước.